mà ui giời ơi, ăn bớt thì đỡ nhiều không? Nhà chú ngoài đấy là bao nhiêu mét mặt đường nhỉ? Sao thấy rộng rộng ấy nhỉ? Có chứ. 4 mét rưỡi. Nhà bên cạnh ấy thế. Sao từng ngồi chú? Chỗ đấy cháu chẳng biết của nhà ai với nhà ai đâu. Giàu rồi hả? mấy quả bưởi vứt đi này. Đấy, hoàn đấy không phải là lo gác được cái cây đấy đâu anh ạ. À. Lo gác cả cái kẹo và tay à. Đang muốn rút. Cứ lôi đi, cứ lôi ra đấy, lôi ra được mà. Có lõi. Có cây, có cái xỏ ngang, đang rút cái xỏ ngang ấy kìa. Nó bảo rồi chắc quá lại còn giờ giữ đâu có cái xóa ngang cái kia đang phải đẩy cái xóa ra có tút ra vừa mà làm thì chỉ sợ gió nó thổi tụt mất thôi. Đâu, thừa thuyền đi qua. Thuyền nó đi qua.